Chào mừng các bạn đã đến với S News, kênh cập nhật tin tức nhanh. Và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật và hấp dẫn nhất có trong ngày. Nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng mới đây đã đăng tải một câu chuyện ngỡ ngàng lên Facebook cá nhân của mình. Minh Hằng cho biết cô đã nhận được một bức thư nặc danh tố rằng mình là kẻ đào mỏ, cướp chồng của người khác. Nội dung bức thư như sau: "Chắc em không biết chị là ai, nhưng chị thì biết em quá rõ. Trước khi bước vào mối quan hệ với chồng chị thì chắc em chưa tìm hiểu về con người chị phải không? Nhưng em cẩn thận, cái mỏ vàng này không dễ đào đâu em. Chị vẫn còn đây mà, em muốn trèo cao thì cũng phải biết người biết ta chứ. Em tính toán nhiều như vậy thì có tính luôn hậu quả cho mình chưa? Đừng để chị điên lên, nếu tiếc những gì mình đã gây dựng thì hãy dừng ngay lại. Chào em." Sau khi nhận được bức thư này thì Minh Hằng đã cho biết cô đã rất sững sờ và nói rằng: "Cái gì vậy trời, việc làm không hết, em đang căng cẳng lên cho ngày mai. Đâu ra cái thư nặc danh từ trên trời rơi xuống, choáng váng mặt mày vậy này." Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, ghi nhận được những bình luận như sau: "Ôi, khổ thân chị, tự nhiên đang yên đang lành, sao quả tạ lại từ đâu rơi cái bụp xuống, mong rằng chị luôn bình yên ạ. Có khi nào người ta gửi nhầm người khác giống tên chị không nhỉ, hay đây chỉ là một trò đùa dại từ ai đó nghĩ ra thì sao?" Bên cạnh những ý kiến đó thì có vài người cho rằng, rất có khả năng bức thư này chính là lời thoại trong phim Kẻ Săn Tin mà Minh Hằng đang tham gia. Đơn giản, cô nàng chỉ là đang đọc kịch bản mà thôi. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Ngoài ra, để có thể cập nhật những thông tin hot nhất của trong ngày, thì các bạn đừng quên nhấn subscribe cho S News.